Dạ rồi, mã số 11211 nha, là một cụm rừng Cẩm Thị, sống khỏe, cụm liền luôn nha. Rồi, hoành tổng hoành nha. Tổng hoành 135. Tổng hoành 135. Rồi, con đo cái hoành này. Hoành thân lễ 29. Rồi, hoành thân lễ 29. Cây cao 36. Cao 36. Bầu đất 60. Bầu đất 60. 60 nhân cho 32. 60 nhân 32 nha. Dạ, vừa có giao lưu nhanh cụm Cẩm Thị này chỉ còn 1 triệu bao ship. Rồi, 1 triệu bao ship nha. Cụm liền luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cụm liền bể luôn nha. Nhà mình xem tham khảo, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nè. 1 triệu bao ship. Dạ rồi, mã số 666 nha, là một cụm sen sản form thiên nhiên. Cụm liền nha. 106. Tổng hoành 106. Cây cao 98. Cao 98. Bầu đất 6, bầu đất 58. Bầu đất 58. 58 nhân cho 33. 33. Nhà vườn có giao lưu nhanh cụm sinh sản này chỉ còn 800 bao ship. Rồi, 800k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Giao lưu nhanh luôn nha. Sen sản sống khỏe nha. Mã số 666. Làm rừng là ok luôn nè. Cụm rừng nha. Dạ rồi, mã số 218 nha, là một cây dúi hòn anh mọc nha. Bán thành phẩm. Hoành gốc 14. Hoành gốc 14. Cây cao 30. Cao 30. Tán 26. Tán 26. Cây nằm trong lòng chậu 22. Rồi, chậu lọt lòng 22. Nhà vườn coi giao lưu nhanh cây dúi hòn anh mọc này chỉ còn 700 bao ship. 700k bao ship nha. Cái này về mình lên chậu đẹp cho em nói là ok. Còn không thì mình nuôi tiếp thì cứ để như vậy mình nuôi thôi. Giao lưu nhanh luôn nha, dúi mini quái luôn. 700k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi, mã số 572 nha, là một cây linh sam rừng rinh lỗ thép luôn nha. Rồi. Tổng hoành 42. Rồi, hoành chỗ đo 42. Hoành thân lễ 13. 13. Cây cao 34. Cao 34. Chiều phóng 42. 42. Cây nằm trong lòng chậu 25. 25. Cây này có ghép một bo 86 ở đây nha, còn lại là rừng rinh. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây linh sam rừng rinh này chỉ còn 1 triệu bao ship. Rồi, 1 triệu bao ship không chậu nha. Giao lưu nhanh luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. 1 triệu bao ship không chậu. Linh sam rừng rinh nha. Cái này về mình sẵn cây này ghép 86 thì mình ghép 86 luôn cho nó đồng bộ luôn đó nha. Mình xem tham khảo luôn nha. 1 triệu bao ship không chậu. Số 291 nha, là một cây găng vàng khủng gần thành phẩm nha. Cây này liền chung luôn, liền chung bệ nha. Hoành gốc 97. Hoành gốc 97. Hoành lễ 48. Cây cao 67. Cao 67. Tán 81. Tán 81. Cây nằm trong lòng chậu 60. 60. 60 nhân cho 40. 60 nhân 40. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây kim tiền này. Rồi, 4 triệu cây găng vàng nha. Găng vàng giao lưu nhanh luôn nha, 4 triệu bao ship. Cây khủng luôn rồi nha. $4,000 bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi, mã số 640 nha, là một cây sam hương Ninh Thuận nha. Sam hương Ninh Thuận nha, em nói rõ nha, sam hương Ninh Thuận. Tổng hoành 46. Tổng hoành 46. Hoành chỗ đo 23. 23, lá cũng khá là đẹp nha. Cây cao 34. Cao 34.
chiều phóng 34. Cây nằm trong lòng chậu 27 nhân cho 20. 27 nhân 20. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây sám hương Ninh Thuận này. 400k bao ship cả chậu nha. Giao lưu nhanh chỉ còn 400 bao ship cả chậu luôn nha. Rồi vừa bán vừa tặng luôn cả nha. À, cái thân dưới này là thân khô lũa nha. Thân dưới là thân khô lũa nha, lũa thép luôn. Ở còn bên trên này, cái lá của nó cũng khá là hay. Lá nó cũng khá là đẹp nha. 400k bao ship cây sống khỏe luôn. Cho mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi, mã số 796 nha, là một cây linh sam tanuki ghép lũa nha. Cây này hoành gốc đo được là hoành gốc 31. Hoành gốc 31. Cây cao 70. Cao 70. Cây nằm trong lòng chậu 35. Rồi, chậu lọt lòng 35 nha. Nhà vườn có giao lương nhanh cây linh sam tanuki này chỉ còn 3 triệu bao ship. Rồi, 3 triệu bao ship nha, cây tanuki ghép lũa nha. Đây, lũa ghép là lũa linh sam luôn nha. Lũa thép linh sam luôn. Wow, quá đã cả nhà. Ghép vô lũa linh sam luôn nha. Còn giống ghép là linh sam đao điểm nha cả nhà. Quá đã luôn. Nhìn lũa là phê rồi. Rồi, cái này nhà vườn em giao lưu là 3 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu mà hữu duyên thì ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, mã số 171 nha, là một cây dúi hay còn gọi là hòn anh mọc nha. Hoành gốc 15. Hoành gốc 15. Cây cao 22. Cao 22. Tán 33. Tán 33. Cây nằm trong lòng chậu 20. Rồi, chậu lọt lòng 20. Nhà vườn coi giao lưu nhanh cây dúi hòn anh mọc này chỉ còn 700 bao ship. Rồi, 700k bao ship nha. Giao lưu nhanh luôn nha. Cây co quái luôn nha. Cây này gần thành phẩm rồi. 90% rồi cả nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Chỉ còn 700 bao ship. 700k bao ship. Dạ rồi, mã số 404 nha, là một cây hải châu rừng trên thân. Hoành chỗ đo được là hoành chỗ đo 19. Hoành chỗ đo 19. Cây cao 35. Cao 35. Chiều phóng 52. Chiều phóng 52. Cây nằm trong lòng chậu 42. 42 nhân cho 32. 42 nhân 32. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây hải châu này chỉ còn 1 triệu 8 bao ship. Rồi, 1 triệu 8 bao ship nha, cho cây hải châu này luôn. Rừng trên thân nha. Một ngàn 800k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hải châu lá nhỏ nha. Dạ rồi, mã số 390 nha, một cây sam núi bông thành phẩm. Cây cao 28. Cao 28. Chiều phóng 60. Không đúng rồi. Qua bên này đo nè. Đo đàng hoàng. Nghiệp vụ sao mà càng ngày càng yếu rồi trời. Hình như cái cây này bị mấy bữa cũng lần mà phải không? Cây chiều phóng 58. 60 nha. Cây nằm trong lòng chậu 20. Rồi, chậu lọt lòng 20. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây sam nước rồi, bông này. Rồi, ráng đo cái gốc rồi. Nghiệp vụ thấy càng ngày càng tệ rồi đó. Hoành gốc 11 rưỡi. Hoành gốc là 11 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây sam nước bông này. Rồi, cây này em giao lưu nhanh luôn nha. 5 triệu bao ship. Giao lưu nhanh chỉ còn 5 triệu bao ship cho cây sam nước bông. Mã số 390. Chậu tàu luôn nha. Chậu cao 24. Chậu cao 24 nha. Sam núi bông thành phẩm. Cây này cây khai thác nha cả nhà. 5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn em luôn nha. Dạ rồi, mã số 260 nha, là một phôi sam ngọc siêu lũ. Sống khỏe nha. Hoành gốc 48. Hoành gốc 48. Cây cao 42. Cao 42. Bầu đất 30. Cây nằm trong lòng chậu 30. Rồi, chậu lọt lòng 30 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây sam ngọc này chỉ còn 800 bao ship. Rồi, 800k bao ship nha. Cây siêu lũ luôn. Phần này phần khô lũ này. Đó. Rồi, phần thân sống bên này. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Phôi đẹp luôn cả nha. 800k bao ship nha.
rất chi là mềm luôn. Giá rơi mã số 550 nha, là một cây sam ngọc siêu lũ nha, lũ rin. Cây này là không có tác động máy móc gì luôn nha. Hoành chỗ đo 50. Hoành chỗ đo 50. Hoành trên thân là 44. 44, cao. Cây cao 40. Cao 40. Cây nằm trong lòng chậu 22. Rồi cây này nhà vườn em giao lưu nhanh là 3,8 triệu bao ship nha, cả chậu luôn. Chỉ còn 3,8 triệu bao ship cho cây sam ngọc siêu lũ này luôn nha. Sam ngọc siêu lũ nha, lũ này lũ thép rin không tác động máy móc luôn. Mà cây này thì cũng không cần tác động luôn nha. Cây lũ rin đẹp rồi. 3,8 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, chậu tàu luôn nha. 3,8 triệu bao ship anh Nguyễn Minh Tài. Anh Năm mới làm gì vậy mà 2 tiếng mấy tỷ vậy cho em làm vớ. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, mã số 550. 3,8 triệu bao ship cho cây sam ngọc này luôn. Siêu lũ nha. Dạ rồi, mã số 444 nha, là một cây kim sa tùng form thiên nhiên. Không, còn đo hai thân kia thôi. Rồi tổng hoành hai thân nha. 19. Tổng hoành hai thân 19. Rồi một thân lẻ. Hoành thân lẻ 12. Rồi hoành thân lẻ 12. Cây cao 51. Cao 51 đến đầu thân chính nha. Cây nằm trong lòng chậu 30. Rồi chậu lọt lòng 30. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây kim sa tùng này chỉ còn 1,2 triệu bao ship. Rồi 1,2 triệu bao ship nha. Nói chung cái chậu thì em sẽ gửi luôn chậu, nhưng mà sẽ cố gắng bảo vệ hết sức có thể nha. Còn nếu mà lỡ nó có sự cố thì anh em mình cũng vui vẻ thôi. 1,2 triệu kim sa tùng nha, cái lá nó rất là thơm, mùi tinh dầu nha. Mùi tinh dầu khuynh dạ, diệp á. Em đã xác nhận thông tin cho anh Hình Hình rồi nha anh. Em mới gửi số tài khoản qua tin nhắn rồi anh muốn hiếp cẩn thị nó kỹ lắm. Em lấy một cây về để niêu bọc 10 ngày sau mới có thời gian vào chậu mà hoài hôm đã ra lá. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu dạ. Duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cảm ơn anh Hú Hiếp nha. Rồi mã số 506 nha, là một cây me quái thành phẩm nha. Hoành gốc đo được là hoành gốc 30. Hoành gốc 30. Cây cao. Đo cái hoành thân đây. Hoành trên thân 17. Hoành thân 17. Cây cao 46. Cao 46. Tán 70. Tán 70. Cây nằm trong lòng chậu 30. Chậu lọt lòng 30 nha. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây me quái này chỉ còn 1,8 triệu bao ship. Rồi, cây me quái này nhà vườn em giao lưu là 1,8 triệu bao ship nha. Cây rất là quái luôn, đẹp luôn nha cả nhà. Thành phẩm 506 nha, 1,800 bao ship. Cây này về lên cái chậu đẹp cho em nó nữa là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn em luôn. Dạ rồi, mã số 703 nha, là một phôi cẩm thị sống khỏe phong thiên nhiên. Hoành thân đo được là hoành chỗ đo 23. 23. Cây cao 76. Cao 76. Cây nằm trong lòng chậu 22. Chậu lọt lòng 22. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây cẩm thị này chỉ còn 250 bao ship. Rồi 250k bao ship nha, cho cây cẩm thị này luôn. Cây này mình làm form bay cũng được nha, hoặc làm văn nhân đều ok. Bay huyền đều ok nha. Nhưng mình xem tham khảo luôn. Mã số 601 nha, cho cây hồng mai rừng. Form thiên nhiên sống khỏe. Hoành gốc 13. Hoành gốc 13. Cây cao 61. Cao 61. Bầu đất 35. Bầu đất 35. Nhà vườn có nhớ lưu nhanh cây hồng mai rừng này chỉ còn 300 bao ship. Hoa thơm không anh? Dạ, hoa thì nó không có thơm nhiều đâu anh. Nhưng mà được cái là hoa nó đẹp. Hoa màu hồng đỏ rất là đẹp. Giao lưu nhanh luôn nha, chỉ còn 300 bao ship cho cây hồng mai rừng. 300k bao ship nha. 601. Giao lưu nhanh luôn này. 300k bao ship. Cái đế của nó xoắn xoắn cũng khá là đẹp nha. Đây nè. À cà đú thì sao? Rồi giờ mình xem tham khảo luôn nha, 300k bao ship cho cây hồng mai rừng này luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, mã số 104 nha, là một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Thì phôi này thì nó có một cái đặc biệt là ở bên này là thân khô lũ nha, còn bên này là thân sống, và ở này phần khô lũ, phần lũ nha, lũ thép. Rồi tổng hoành đo được là tổng hoành 95. Tổng hoành 95 chỗ đo nha.
Hình chỗ đo bên này là 30. Rồi, hình đo bên này 30. Cây cao 45. Cao 45. Bầu đất 47. Bầu đất 47. 47 nhân cho 30. Rồi, 30. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây cảm thị nè. Rồi, 800k bao ship nha. Giao lưu nhanh chỉ còn 800k bao ship cho cây cảm thị, mã số 104. Cây này siêu lũ luôn nha. Lũ này là lũ thép luôn nha cả nhà. Đó, lũ quách thép luôn nha. Còn bên này là thân khô lũ nè. Đó, còn ở bên này là phần thân sống. 800k bao ship nha, giao lưu nhanh luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dòng này thì dòng rất là già nha. Sở dĩ mà cái dòng này nó già là do nó ở cái vùng đồi núi rất là cọc cằn. Chỉ có nó với xương rồng sống được thôi. Còn ngoài ra là như bỏ cái trăng lên là thành thịt nướng luôn. Đó. Cho nên là nó tiếp nhận được cái thời tiết khắc nghiệt á, nên cái cây nó rất là già. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn em luôn. Dạ rồi, mã số 574 nha, là một cây sam núi bông thành phẩm nha. Rồi, đo cái hoành cũ. Hoành của cái này là 41. Hoành cũ là 41 nha. Rồi, hoành thân chính. Hoành thân chính 8. Hoành thân chính là 8. Cây cao 65. Cao 65. Cây nằm trong lòng chậu 35. Rồi, chậu 35. Nhà vườn coi giao lưu nhanh, cây sam núi bông này chỉ còn 1 triệu bao ship không chậu nha. 1 triệu bao ship không chậu nha, sam núi bông. Củ đế đẹp luôn nha, củ đế rất là to luôn. Cây này là cây khai thác nha. Nè, củ đế rất là to luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Chỉ có 1 triệu bao ship không chậu thôi, sam núi bông nha. Nếu mà hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn em luôn. Dạ rồi, mã số 106 nha, là một phôi kim tiền sống khỏe lũ vách âm thân. Dáng bonsai luôn nha, lùng lực. Hoành gốc 48. Hoành gốc là 48. Cây cao 39. Cao 39. Bầu đất 33. Bầu đất 33. Nhà vườn coi giao lưu nhanh, cây kim tiền này chỉ còn 400 bao ship. Rồi, 400k bao ship nha. Đó, lùng lực bonsai luôn cả nhà ơi. Cây quá đẹp. Mót đầu luôn nha. Đây, lũ quách luôn à, lũ quách thép luôn nha. Chỉ có 400k bao ship thôi. Kim tiền hay còn gọi là đồng tiền vẫy ốc thanh ốc Sam Châu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu mà hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, mã số 815 nha, là một cây cẩm thị, một cụm cẩm thị nha, sống khỏe cây già luôn. Tổng hoành 90. Tổng hoành 90. Hoành lẻ 18. Hoành lẻ 18. Cây cao 48. Cao 48. Chiều phóng 89. Tán rộng là 89. Bầu đất 59. Bầu đất 59. 59 nhân cho 25. 59 nhân 25 nha. Nhà vườn coi giao lưu nhanh, cái cẩm thị này chỉ còn 1 triệu 6 bao ship. Rồi, 1600k bao ship nha. Cây già đẹp luôn nha. Cây này lũ quách già đẹp luôn này cả nhà. 1 triệu 6 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo. Dạ rồi, mã số 318 nha, là một cây sam núi trái nha, form thiên nhiên. Hoành gốc 8. Hoành gốc là 8 nha. Cây cao 43. Cao 43. Tán 51. Tán 51. Bầu đất 32. Bầu đất 32. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây sam núi trái. Rồi, 1 triệu 2 bao ship nha, sam núi trái. Chỉ còn 1 triệu 2 bao ship. 1200k bao ship cho cây sam núi trái này luôn nha. Cây form thiên nhiên. Cái này về mình đánh tán gì đó là cũng ok nha. Sam núi trái cả nha. Cây đang còn trái luôn. 1 triệu 2 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, mã số 830 nha, là một cây cẩm thị VIP nha cả nhà. Cây VIP nha. Cây gần thành phẩm luôn. Mã số là 830. Tổng hoành đo được là tổng hoành 94. Rồi, một cái hoành thân bên này là chỗ đo 23. Cây cao. Cây cao 45. Cao 45. Tán 66. Tán 66. Cây nằm trong lòng chậu 50 nhân cho 35. Rồi, chậu lọt lòng 50 nhân 35 nha. Nhà vườn có giao lưu nha. Rồi, cái này nhà vườn em giao lưu là 6 triệu rưỡi bao ship nha. Giao lưu nhanh luôn nha, 6 triệu rưỡi bao ship. Thì nói chung là em sẽ gửi luôn cả cái chậu, nhưng mà em không bao chậu nha.
Nói chung là bên em sẽ cố gắng bảo vệ cái chậu, nhưng mà lỡ mà cái chậu nó có sự cố thì anh em mình cũng vui vẻ thay chậu mới nha. Đó. Chậu này thì chậu men xanh cũng chậu lành tít nha. Mã số 830 là cây cẩm thị nhà vườn con giao lưu nhanh, chỉ còn 6 triệu rưỡi bao ship. Rồi, 6 triệu rưỡi em bao ship cho cây cẩm thị này luôn nha. Cây VIP luôn cả nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cái này về mình định hình dây thêm nữa là ok thôi. 6.500k bao ship. Mấy cây này là mấy cây tuyển chọn không nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi, mã số 332 nha, là mồ phôi hải châu lá nhỏ sống khỏe nha. Tổng hoành đo được là tổng hoành 52. Hoành lý 26. Rồi, hoành thân chính 26. Cây cao 64. Cao 64. Bầu đất 40. Bầu đất 40. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây bạc cây hải châu lá nhỏ này chỉ còn 1 triệu 7 bao ship. Rồi, 1 triệu 7 bao ship nha, cho phôi hải châu lá nhỏ này luôn. Phôi quá đẹp luôn cả nha. Mã số 332. Phôi liền luôn nha. Có cái thân này là thân khô lũa nha, còn thân này và thân này thân sống bình thường nha. 1.700k bao ship, mã số 332 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn.